Anh thích tạo kiểu cho em cái kiểu tóc nào để lát nữa em đi chơi á. Với lại anh sử dụng cái quạt bữa trước anh có sử dụng cho em á, em thấy nó rất là thơm với lại dễ lộn nữa. Xin chào các bạn, hôm nay Barber Shop Thiệu Chí sẽ cắt kiểu tóc layer và hướng dẫn các bạn sử dụng clay quạt như thế nào nhé. Sử dụng trên tóc của em á, có mùi hương nước hoa Armani, hương rất là thơm. Thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng wax cũng như là cuốc tạo kiểu tại nhà. Trước tiên thì em lấy một lượng wax vừa đủ cho wax cho lòng bàn tay, em xoa đều trên lòng bàn tay và các ngón tay. Sau đó em vuốt từ trên đỉnh đầu cho đến mái và xoa đều wax trên những ngọn tóc. Tiếp theo thì em dùng những ngón tay lắc đều ngang như thế này để tạo ra những lọn tóc. Lưu ý là em không được cho wax vào trong chân tóc, như vậy sẽ khiến cho tóc em dễ bị bớt và khó tạo kiểu. Dancing as one.